Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Về ngũ hành niên mệnh trường lưu thủy ngày Quý Tỵ, tức can khắc với chi, có nghĩa là thủy khắc với hỏa, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm trường lưu thủy kỷ tuổi đinh hợi ất hợi, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy đoạn. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu, thành kim cục xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân, vật tuyệt tí các bạn nhé. Vài tuổi xung khác trong ngày: tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Tuổi xung trong tháng: tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như là sao Nguyệt Tài, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng. Sao Cát Khánh, tốt mọi việc. Sao Âm Đức, tốt mọi việc. Sao Tuế Hợp, tốt mọi việc. Sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được các sao xấu, trừ sao kim thần thất sát đoạn. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành. Sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo. Sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang cảm thấy mình thật sự là may mắn khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về tay, cơ may kiếm tiền tự đến chứ chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi đó bạn tuổi Tý nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được thiên tài trợ mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý vẫn nhận được cái lời đề nghị xử lý những cái công việc mà trong cái khả năng của mình, và bạn tuổi Tý bạn có thể làm được. Thế nên là một ngày thứ bảy vẫn kiếm tiền rủng rỉnh vì là vậy đó bạn tuổi Tý nhá. Tuy nhiên á, cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn lại đang có phần mệt mỏi do công việc, phần vì thiếu thời gian, cho nên bạn tuổi Tý không chăm lo được chu toàn cho gia đình. Ngược lại, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này
có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia, dẫn đến chiến tranh lạnh xảy ra nửa đó bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, có nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, thời gian hạn hẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, không có tiếng nói chung nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, đây là lúc mà bạn tuổi Sửu cần đứng ra để nắm giữ tình cảm của mình. Có những cái vấn đề mà bạn tuổi Sửu cần phải chủ động để giải quyết, chứ chẳng thể nào chờ đợi ai đó làm cái điều đó cho mình đâu đó bạn tuổi Sửu nhá. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày Sửu Tỵ bán hợp, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ gặp được người mình thương mến từ cái ánh nhìn đầu tiên. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng có bài xích những gì đến quá nhanh, bởi có thể giữa hai người có cái sức hút lẫn nhau, bạn cần phải thử cởi mở lòng mình xem sao bạn tuổi Sửu nhé. Nhưng trong cái vận trình của bạn tuổi Sửu ngày 17 tháng 10 năm 2020 này, bạn cũng đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có cái sự cố chấp. Cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi Sửu mất tiền hao của trong ngày đó. Bạn tuổi Sửu đầu tư vào những cái lĩnh vực mình không thực sự hiểu biết kỹ càng, có thể dẫn đến nhiều cái nguy cơ rủi ro, mất tiền của với mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn mệnh nên lắng nghe lời khuyên của những người đi trước bạn tuổi Sửu nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, dễ hao tổn tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, có nhiều cơ hội tình duyên. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, nên biết lắng nghe đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang cảm thấy có thể sẽ có cái chuyện gì đó xảy ra trong ngày hôm nay, bởi bạn tuổi Dần bạn đang gặp ngày ngũ hành Dần Tỵ tương hại gây ra cho bạn đó nhé. Với bạn tuổi Dần trong ngày này đang có cái sự bất an khi bạn nhìn thấy những cái dấu hiệu khả nghi từ người ấy, sợ rằng tình cảm đã phai nhạt đi đó bạn tuổi Dần nhé. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng với bạn tuổi Dần, bạn vẫn khăng khăng tin vào cái trực giác của bản thân mình. Cái điều đó vô tình có thể khiến cho người ấy bị tổn thương khi vốn dĩ chẳng có cái chuyện gì xảy ra ngoài trí tưởng tượng của bạn mà thôi đó bạn tuổi Dần nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang có cái điềm báo gia đình có cái sự lục đục, các thành viên không nhìn mặt nhau, không khí trong nhà rất chi là căng thẳng, chẳng còn đâu cái sự bình yên mà ai cũng muốn trở về để nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc mệt mỏi với bạn nữa đó bạn tuổi Dần nhé.
Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, hiểu lầm sâu sắc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, ghen tuông giết chết tình yêu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, cần giữ bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, đừng nghi ngờ vô căn cứ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan xuất hiện. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn gặp nhiều trở ngại. Cái cuốn đường tình duyên của bạn mệnh tuổi Mão tràn đầy những cái khó khăn. Bạn tuổi Mão, bạn đang có kẻ tiểu nhân có thể cướp đi người vốn dĩ đã có tình cảm với bạn từ lâu đó bạn tuổi Mão nhé. Bạn tuổi Mão, bạn mệnh cũng cần phải chủ động hơn trong việc của mình, đừng để cho cái tình trạng mặt trong như đã, tình ngoài còn ia diễn ra quá lâu, mọi biến số đều có thể xảy ra. Và bạn tuổi Mão, tìm được người mình thương không dễ, đừng có để cho mọi chuyện trở thành cái sự tiếc nối với mình bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Mão, những cặp đã có đôi có cặp thì hãy tìm cách để hâm nóng lại tình cảm lứa đôi. Có thể bạn sẽ cần tới cái sự giúp đỡ của bạn bè, người thân trong ngày nữa. Và bạn tuổi Mão, bạn đừng có ngại ngần xin cái sự giúp đỡ của họ. Dù sao, gia đình hạnh phúc vẫn là cái điều quan trọng nhất bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, đánh mất tình yêu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, dễ cảm thấy tổn thương. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, đừng có e ngại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, cần chủ động hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở, cho nên cái chuyện kiếm tiền ngay trong tầm tay của mình còn bị người khác cướp mất. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn cảm thấy rất chi là bực bội mà không làm gì được đó bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn mệnh cần phải cẩn trọng hơn khi làm việc, tránh để lộ những cái thông tin quan trọng khiến cho những kẻ tiểu nhân nắm được mà tranh đoạt mất của mình đó. Tiền không dễ kiếm, cái tiền vốn của mình mà lại mất đi, lại rất chi là đáng tiếc nữa đó bạn tuổi Thìn nhé. May mắn trong cái vận trình của bạn tuổi Thìn ngày thứ bảy này là bạn đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ vượng, cho nên với bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của gia đình và người thân dành cho mình. Khi khó khăn mới biết ai thực sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ với mình những cái khó khăn đó đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, cần phải tìm hiểu kỹ càng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, gặp họa phát tài. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bị kẻ gian lừa gạt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, dễ thấy mất mát. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính ấn nhập mệnh. Dù là ngày thứ bảy nhưng tâm trí của bạn tuổi Tỵ vẫn chẳng thể thoát khỏi được công việc, và bạn tuổi Tỵ bạn khó lòng đảm bảo được cái cuộc sống thường nhật của mình nếu như bạn cứ mải mê làm việc theo cái kiểu này nhá. Mặc dù cái sự cống hiến nhiệt tình của bạn tuổi Tỵ mang lại cho những cái thành công rực rỡ trên cái con đường sự nghiệp của bạn, nhưng rồi cũng sẽ khiến cho bạn phải trả giá khá chi là đắt bằng sức khỏe và tình cảm của mình nữa đó bạn tuổi Tỵ nhá. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có họa khí đương vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Tỵ đang suy yếu và dễ gặp những cái vấn đề về tim mạch hay là huyết áp. Tính khí của bạn tuổi Tỵ nóng nảy thất thường cũng có thể khiến cho người ấy không thể chịu nổi mà bỏ cuộc đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, sức khỏe đi xuống. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, hết mình vì công việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, cần tỉnh táo xem xét vấn đề. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nóng nảy, bốc đồng. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được cục diện ngũ hành tương hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi ngọ, bạn đang có được cái vận quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho bạn tuổi ngọ những cái mâu thuẫn trong gia đình được hóa giải nhanh chóng mà không gặp phải cái khó khăn gì đó bạn tuổi ngọ nhé. Với bạn tuổi ngọ, người ấy chấp nhận bao dung và tha thứ cho những cái lỗi lầm của bạn. Và bạn tuổi ngọ, bạn mệnh hãy trân trọng người yêu thương mình và bao dung cho mình. Bởi chỉ có tình yêu to lớn mới có thể làm được cái điều đó đó bạn tuổi ngọ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ, những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy mình đang đến gần với hạnh phúc khi mà trái tim không ngừng rung động khi đứng trước người ấy. Và bạn tuổi ngọ, bạn hãy tìm cơ hội phù hợp để bày tỏ tình cảm của mình bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, chẳng cần lo lắng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, sẽ có niềm vui. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, mong được bình an. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, hãy tin vào bình yên nhé. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành mùi tỵ tương hội. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi đang đứng trước khá chi là nhiều cái lựa chọn trong cái chuyện tình cảm nhé.
Lúc thì mong mãi chẳng có được ai, lúc thì có hàng loạt đối tượng đứng xếp hàng mong đợi trái tim của bạn mở cửa đó bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy nhìn vào điều kiện mình có thể nhận được trong cái mối quan hệ đó là tình cảm hay là vật chất. Đừng để cho cơn say bạc tiền khiến cho bạn mù quáng, mất đi phương hướng mà đánh mất đi tình cảm thực sự của mình bạn tuổi Mùi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim xuất hiện. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi, bản mệnh có thể sẽ mất một số tiền kha khá chỉ vì cái tính cố chấp ở bạn, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo của những người đi trước, cứ thế cắm đầu cắm cổ làm theo ý của mình đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, hãy nghe lời người đi trước. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, đào hoa vượng sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tìm được tình yêu. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, đừng để mình sai lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, cần tỉnh táo lựa chọn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Quân số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Thân Tỵ nhị hợp, cho nên với bạn tuổi Thân đang có được cái sự may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác trong cái chuyện tình duyên đó bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn mệnh không cần phải tìm kiếm đâu xa mà người ấy có khi đang ở ngay rất gần bên cạnh bạn nữa. Với bạn tuổi Thân, trước đó còn mãi mê chinh chiến về tiền bạc, phấn đấu vì sự nghiệp của mình, nên chẳng thể hề nhận ra. Nhưng trong ngày này, bạn có thời gian ngồi lặng im lắng nghe trái tim của mình, bạn sẽ thấy trái tim mình hóa ra rung động từ rất lâu nữa rồi đó bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Thân, các cặp đôi tình cảm càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết. Thời gian bên nhau chỉ càng khiến cho bạn và người ấy yêu thương nhau nhiều hơn, mức độ gắn kết tăng lên rõ rệt. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy tạo cho mình thêm nhiều cái kỷ niệm đẹp đẽ hơn nữa bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, sớm thấy nhân duyên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, tình yêu đong đầy đọa. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên bạn đang được cái vận quý nhân tam hợp soi đường chỉ lối, và bản mệnh tuổi Dậu sẽ không còn bị những cái chuyện phiền phức không đâu làm cho rối ren, mà thay vào đó là cái sự vui vẻ tận hưởng cuộc sống nữa rồi đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, cái vận trình của bạn cũng đang có được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu kiếm tiền một cách dễ dàng, nhất là đối với những bạn đang theo đuổi cái nghiệp kinh doanh, buôn bán, có được lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà bạn có được. Và
Bạn tuổi Dậu hãy cố gắng để không bỏ lỡ những cái cơ hội đến với mình bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày 17 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải có kế hoạch về chi tiêu cụ thể, biết tiết kiệm những cái khoản dư thừa để không mất mát về tiền của một cách vô ích. Và bạn tuổi Dậu, bạn cần phải biết đâu là thứ cần phải mua, đâu là thứ không cần thiết phải mua bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, cẩn thận giữ tiền. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, nhân duyên nở rộ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, được lộc trời cho. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, cần biết tiết kiệm đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải bình tĩnh để không đưa ra những cái quyết định sai lầm, mất mát về tiền của chỉ trong chớp mắt có thể xảy ra với bạn. Và bạn tuổi Tuất cứ dính dáng đến tiền là cận tắc vô áy náy đó bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn càng vội vàng sợ mất cái cơ hội thì càng dễ sập bẫy của kẻ tiểu nhân. Chúng đánh vào lòng tham, vào cái sự tiếc tiền của chúng ta để lợi dụng kiếm cho bạn chưa hề, khiến cho bạn chưa hề suy nghĩ kỹ càng, đã vội đổ tiền vào nơi không cần thiết đó bạn tuổi Tuất nhé. May mắn cho cái vận trình của bạn tuổi Tuất ngày thứ bảy này là bạn đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất lại có phần được rực rỡ nhá. Tình duyên hôm nay với bạn tuổi Tuất có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc và bản mệnh tuổi Tuất nên dành thời gian nhiều cho người ấy. Có thể các bạn sẽ sớm tiến tới một nấc thang mới trong cái mối quan hệ của hai người nữa đó bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, hãy chủ động hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, đừng quá vội vàng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, cần phải hiểu bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, đừng mắc bẫy của tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, mất mát khó tránh được. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải bình tĩnh trước khi đưa ra bất cứ cái lời phán xét nào, càng là những chuyện hệ trọng càng không thể vội vàng được, và bạn tuổi Hợi có thể sẽ hối hận về sau này do những cái sự vội vàng phán xét của bạn mà ra đó nhá. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, đang có nhiều cái vấn đề phát sinh do đôi bên chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau. Cuộc sống vốn đã khó khăn, đừng làm cho nó trở nên phức tạp hơn nữa. Và bạn tuổi Hợi, nếu không phải cái chuyện gì nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho nhau bạn tuổi Hợi nhé. Trong cái vận trình ngày 17 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Hợi, những bạn đang còn độc thân thì cần để quá khứ ở lại phía sau mà bước tiếp.
bạn còn có nhiều thứ cần phải lo toan, còn cả cái cuộc đời ở phía trước, không thể nào ủ rũ mà đón được hạnh phúc mới đâu đó bạn tuổi Hợi nhá. Người mỉm cười thì sẽ thấy cuộc sống này mỉm cười lại với mình, có như vậy tương lai của bạn mới được tươi sáng bạn tuổi Hợi nhá. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, cần vững tin bước tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, có thể không cần phải lùi lại. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, hãy để quá khứ ngủ yên. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, nên hiểu rõ mình muốn gì nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tý, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.